Nguyên về rồi hả em? Thầy. Dạ. Hủ tiếu đâu? Em cho Harris rồi. Harris là ai? Dạ con chó. Hả? Thôi đi nhanh đi về cho thầy ăn nữa. Ê, sẵn tiện á đi ngang qua nhà chị Diễm My, ghé thăm chị cái nha. Ghé nhà bà đi đó chị. Ừ. Tự nhiên chửi ra điên à. Đi, ghé thăm chị cái đi. Vì tình bạn trong mình mà năn nỉ á. Chú chán mà ghê á. Năn nỉ mà nha. Harry ơi, ăn cơm đi nè. Sao vậy? Chê hả? Ngán rồi cái gì? Wow. Đi mua lẩu ăn nha. Sao chị dễ thương quá vậy ta? Nè. Ê, khi nào mới xong đây? Đi đi, thầy ở nhà đợi kìa, đứng dòm dòm ngó gì không biết nữa. Từ từ rồi cháu cũng nhường mà bạn. Đây mình nhìn xíu thôi. Em nghe thầy. Em tới đâu Nguyên? Mua có chưa? Lâu quá à. Thầy đói thấy sợ luôn á. Đói quá ăn đỡ tô mì của em. Đỡ tè le thét lét à. Không ngon lành gì hết đó. Ừ. Nhanh nghe. Tôi đợi nghe. Dạ. Dạ em về liền. Rồi đi. Vắng thắng cậu làm gì vui vậy? Thì cậu thắng cậu phải vui chứ. Bình thường thôi. Cậu thắng cậu hỏi cậu nha, cậu thắng cậu có vui không? Búng nhẹ nhẹ thôi. Không, trò chơi mà con được quyền búng thiệt. Trời, con bé này. Mẹ mẹ mẹ, mẹ chơi thử với cậu đi, cậu chơi giỡn. Thôi mẹ đang coi tivi mà. Chỉ cần trong vòng 3 nốt nhạc là mẹ có thể thắng cậu. Em không biết chơi trò này thiệt hả? Đúng rồi. Nghĩ sao không biết chơi? Em chơi giỏi lắm á. Chơi giỏi cái gì? Chứ sao? Chơi thử với chị. Em không nhìn chị đâu nha. Cố lên. Em búng lên búng thiệt á. Cố lên có búng thiệt á nha, chị không có nhường nữa nha. Rồi. 1, 2, 3. Đây 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 đây. Ê. Cá được, cá được, cua hay cá gì? Cua ghẻ mà. Nè, một cái nữa nè. Ba. Nghĩ sao? Đứng ra cái khác, em đứng ra cái khác được mà. Em đây là cái khác, trời em chứ. Ba. Dạ. Cậu ba chơi thử với anh một ván nha. Trời ơi, anh muốn chơi với em hả? Ừ. Em không nhường anh nói nha. Ừ, đừng có nhường anh. Mình chơi nha. Em búng thiệt đó. Ừ. 1, 2, 3. Không phải, em giả bộ cho năng á. Lại nè. Lại lại nữa hả? Lại chứ. Em giỡn cho năng thôi. Trời trẻ con quá. Chơi ba cái này mất hết thời gian. Ngay từ khoảnh khắc đó, tiến sĩ trong lòng tôi từ một vị thánh rớt cái bẹp xuống làm con người. Không chỉ là một con người mà còn là một con người rất bình thường, không có một chút gì đặc biệt. Nguyên về rồi hả em? Thầy. Dạ. Hủ tiếu đâu? Em cho Harris rồi. Harris là ai? Dạ con chó. Hả? Trời đất ơi. Ở đâu ra ngon quá vậy? Nãy ai treo ngoài cửa. Trời, treo ngoài cửa hả? Ngon. Trời, ai mà ai không ăn mà bỏ dư cho đợi xíu cho anh miếng nha. Ừ. Để
Cái tô cái đũa lên xấu hơn cho. Đợi anh xíu. Chớt cho anh đi. Ủa sao hết rồi? Anh lấy tô lâu quá à. Em ăn còn nhiêu đây nè. Thấy không? Rồi chia cho anh phân nửa rồi đó. Mới bước vô có tầm giây á. Đó. Ăn đi. Em như con cáo, còn anh như cành nho xanh. Ăn vậy một lần nữa là em thấy bà với anh. Hey! Danh trắng cần gì nhiều ngoài ăn. Danh trắng cần gì nhiều ngoài ăn. Em ăn hủ tiếu, còn đi ăn bánh canh. Em ăn hủ tiếu, còn đi ăn bánh canh. Đi bánh canh em. Nguyên à, mở cửa cho thầy Nguyên ơi. Tại sao em lại đuổi thầy ra chứ Nguyên? Dạ em chào thầy. Thầy ơi, Nguyên nói là thầy đi về đi. Sao tôi về được? Tôi về rồi ai dạy học cho Nguyên? Đi lên kêu Nguyên xuống đây. Dạ Nguyên nói là thầy tới đây thầy không có dạy, thầy toàn là ăn với ngủ không mà. Nói là học trò tôi dám nói tôi vậy hả? Đi lên kêu nó xuống đây. Dạ. Nhanh. Nhưng mà cái gì nữa? Bây giờ nó không chịu xuống đây tôi nhất định không đi về. Nhanh lên. Nhưng mà... Đi đi. Dạ. Vậy thầy chờ em xíu nha thầy. Đóng cửa làm như tôi là ăn trộm. Vô đi. Dạ cậu ơi. Có thầy Đức kiếm cậu á. Thầy Đức nói là cậu không xuống là thầy Đức không có về. Ông này phiền ghê luôn á. Cậu coi xuống đi, chứ để thầy Đức đập cửa hoài à. Cái thằng quỷ này nó nhất định không ra hả ta? Nguyên! Nguyên à! Cái thằng học trò hư hỏng này, tôi nói cho cậu biết nha. Cuộc đời cậu mà không có tôi á, sẽ thất bại. Cậu biết chưa? Nghe chưa cái thằng hư hỏng? Nguyên! À, cái thằng hư hỏng này ra rồi đó hả? Cậu nói ai là thằng hư hỏng? Làm gì đập cửa nhà tôi hoài vậy? Có chuyện gì không? Ta-da! Cô giáo Diễm Miên chính xác đã trở lại với em rồi nè. Sao? Nghe nói là em mong muốn được học lại với cô lắm, đúng không? Rồi còn nghe nói là em tìm khắp cái thế gian này cũng không có tìm được cô giáo nào mà dễ thương có tâm như cô hết, đúng không? Thôi bớt chém gió đi. Ai nói thích học với cô? Tất cả. Bị đặt giả bộ, thì đặt giả bộ nữa. Cô đã nghe mẹ em nói hết trơn hết trọi rồi, là em rất là nhớ cô, đúng không? Thôi đừng xạo nữa. Bố cô là.